Sau đó các bạn sẽ đổ một lần nữa, các bạn sẽ đổ nhớt mớ vào một lần nữa. Rồi, ha, cho nó ngấm vô nè các bạn ha. Đó, cho nó nhớt nó ngấm vô xong rồi các bạn thả thằng cam ra. Đó, các bạn thả thằng cam ra. Bạn thả ra ha. Đó, nguyên lý do là để cho nhớt nó vào cái cọng dưa thiệu các bạn ha, nó bôi trơn hết các cọng dưa thiệu luôn nha các bạn nha, cho nó đủ nhớt các bạn, cho nhớt nó vào cái cọng dưa thiệu cho nó đủ nhớt luôn nè. Cái loại dưa thiệu này nè các bạn, cái loại so dưa thiệu này nè, dưa thiệu nè đó, nó sẽ ướt cái dưa thiệu nó phủ hết luôn ha, thì cái nó đủ nhớt các bạn thì cái dưa thiệu chúng ta nó sẽ không bị ma sát, nó không có bị ma sát, nó không bị trầy xước ha. À, nó không có bị trầy xước thì nó sẽ im hơn và nó lâu kêu hơn. Rồi, mến chào các bạn đến kênh YouTube Tâm Mít Cà Tây Nhật Bản. Thì như tựa đề của video của bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn cái cách chúng ta sẽ có thể thay được cái tăng cam cho xe WinX tại nhà nhé các bạn nha. Ha, khỏi ra tiệm nhé các bạn. Thì hôm nay mình sẽ thay cái tăng cam cho xe WinX của mình. Cụ thể là mình sẽ thay cái tăng cam Attila cho xe WinX các bạn. Thì cái tăng cam mình hiện đang gắn trên cái xe WinX của mình nè, là tăng cam của Elac nha các bạn nha. Ha. Đó, tăng cam của Elac. Thì tăng cam này mình đã chạy được khoảng 6.000 km rồi. Thì nó có biểu hiện là nó kêu nha các bạn. Ha. Lâu lâu thì nó kêu một cái. À, cho nên là mình thay mới cho nó, là tăng cam Attila ha. Thì cái video clip này mình sẽ chia sẻ các bạn là cái cách để chúng ta thay tăng cam thôi. Còn cái vấn đề mà thay tăng cam nào cho xe WinX thì hẹn các bạn sẽ gặp nhau ở một cái video lần sau nha các bạn nha ha. Tại vì mình định là mình test qua thử tất cả các loại tăng cam luôn, rồi sau đó mình sẽ đúc kết ra là cái tăng cam nào nó phù hợp cho xe WinX, rồi mình sẽ làm một clip chia sẻ nha các bạn nha ha. Rồi, đây là tăng cam Attila nha các bạn. Thì để thay được cái tăng cam cho xe WinX thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái khóa 8 nha ha, một cái khóa 8. Đó. Và một cái bít dẹp nha các bạn nha ha. Thì cái khóa 8 này là để chúng ta sẽ tháo hai cái con bu lông ha, của cái tăng cam. Rồi cái con bít dẹp này thì chúng ta để dặn cái lò xo ha. Đó, để dặn cái lò xo của cái tăng cam này xong rồi chúng ta sẽ cố định lại rồi chúng ta mới lắp vào được nha các bạn nha. Rồi, bây giờ thì mình tiến hành thay cái tăng cam nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái khóa 8 mà chúng ta dặn hai cái con bu lông này ha. Ha các bạn ha, dặn hai con bu lông này ra. Rồi chúng ta sẽ lấy cái tăng cam cũ ra ha. Đó, khi mà chúng ta dặn nó lỏng rồi thì chúng ta sẽ dùng tay chúng ta dặn luôn cho nó sẽ lẹ hơn các bạn. Cái bên đây thì chúng ta sử dụng cái đầu tự động á, chúng ta ấy thì nó sẽ nhanh hơn. Chúng ta sẽ lấy ra. Rồi, các bạn lượm lại cái ron thiết này nha ha. Các bạn giữ lại ron thiết này đừng lầm rớt mất nha. Chút chúng ta gắn lại sau. Rồi, các bạn sẽ tháo cái con bu lông này ra nha các bạn nha ha. Con bu lông này nó cũng là dùng khóa 8 luôn các bạn ha. Các bạn tháo ra để chút chúng ta lắp vào cái tăng cam mới nha các bạn nha ha. Rồi. Đây là tăng cam mới ha, tăng cam Attila mới của chúng ta nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tháo ra ha.
Thì trong mỗi cái tăng cam thì nó sẽ có nè, thứ nhất là cái tăng cam nè các bạn, cụm tăng cam nè. Thứ hai là sẽ có một cái khóa nhựa để chúng ta khóa cái dây thiều ha. Rồi. Rồi tiếp theo là sẽ là nó cho mình một cái con ốc ha. Đó, một cái con ốc để chúng ta dặn lại cái đầu tăng cam. Và thứ ba, thứ tư là một cái siêu nè, cái siêu cao su nè các bạn. Cái chúng ta sẽ đặt vô cái chỗ này ha. Đó, để cho nước các bạn ha, nước và nhớt nó không bị thoát ra ngoài ha. Đó, nước là xâm nhập vô trong cái cụm tăng cam, là nó vô trong cái bộ nhớt động cơ luôn ha, nó vô trong động cơ luôn thì hư hại ha. Ngoài ra thì nó cũng ngăn chặn là nhớt không cho ốc ngược trở lại ha. Rồi cái kinh nghiệm đó các bạn ha, cái kinh nghiệm mà để cho chúng ta thay cái tăng cam mới mà nó được im và cũng như là nó lâu bị kêu các bạn, thì khi mà các bạn thay á, thì đầu tiên á, thì các bạn sẽ cho nhớt, chúng ta sẽ đổ một nhớt mới vào cái lỗ tăng cam này nè các bạn. Đó, các bạn đổ một ít nhớt mới vô đây ha, vô cái lỗ này. Đó, rồi sau đó các bạn sẽ sử dụng cái vít dẹp nè các bạn. Các bạn quay theo chiều kim đồng hồ ha, để thâu cái tăng cam lại. Đó, để thâu cái tăng cam lại. Rồi, thâu tăng cam lại ha, như vậy ha các bạn. Rồi sau đó các bạn sẽ đổ một lần nữa, các bạn sẽ đổ nhớt mới vào một lần nữa. Rồi cho nó ngấm vô nè các bạn ha. Đó, cho nó nước nó ngấm vô xong rồi các bạn thả tăng cam ra. Đó, các bạn thả tăng cam ra. Bạn thả ra ha. Đó, nguyên nhà, lý do là để cho nhớt nó vào cái cọng dây thiều của bạn ha, nó bôi trơn hết các cọng dây thiều luôn nha các bạn nha, cho nó đủ nhớt các bạn, cho nhớt nó vào cái cọng dây thiều cho nó đủ nhớt luôn nè. Cái lò dây thiều này nè các bạn, cái lò xo dây thiều này nè, dây thiều nè. Đó, nó sẽ ướt cái dây thiều, nó phủ hết luôn ha, thì cái nó đủ nhớt các bạn, thì cái dây thiều của chúng ta nó sẽ không bị ma sát, nó không bị trầy xước ha. À, nó không có bị trầy xước thì nó sẽ im hơn và nó lâu kêu hơn. Rồi bây giờ các bạn thâu lại, các bạn thả ra nè. Đó. À, các bạn thâu lại, các bạn thả ra. Đó, thâu lại thả ra ha. Rồi bây giờ các bạn dùng vải các bạn lau sạch khô cái phần đầu này cho mình. Trước khi gắn các bạn thì các bạn kiểm tra giùm mình cái coi cái tăng cam chúng ta là nó có cái nó có bật ra không ha, nó phải bật mới được nha. Đó, như vậy nè, các bạn thâu vào vậy đó ha, rồi vậy ha, rồi các bạn buông ra đó thì nó phải đẩy ra, nó phải bật ra mới được nha. Chứ còn nếu như mà các bạn buông ra nó không bật ra luôn, thì khi các bạn gắn vào cái xe của chúng ta, khi một chút các bạn gỡ cái khóa nhựa này nè, các bạn gỡ ra nó không bung ra thì các bạn nổ máy một cái là nó bị hư cái cam luôn nha bạn ha. Đó, nó bị đứt cái dây cam, nó đứt cái sinh cam luôn, coi như là nó hư cái đầu máy của chúng ta luôn, nên rất nguy hiểm ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ, sau khi các bạn đổ nhớt bôi trơn vào cái tăng cam rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ thâu cái tăng cam lại. Các bạn sẽ thâu cái tăng cam lại nè. Đó, các bạn thâu cái tăng cam lại. Rồi các bạn dùng cái khóa nhựa này, các bạn thấy không? Đó, các bạn dùng khóa nhựa, các bạn chọn vào vô đây cho mình. Đó, cố định lại nè. Và sẽ cố định vậy, rồi như vậy là chúng ta mới gắn vào cái xe ha. Đó, chúng ta mới gắn vào xe, rồi chúng ta sẽ dặn hai cái con bu lông lại ha. Chúng ta dặn hai con bu lông lại, rồi đồng thời mà trước đó thì các bạn phải trồng ha, các bạn phải trồng cái này nè, cái ron thiết vô ha. Đó, các bạn phải trồng cái ron thiết vô, rồi các bạn lắp vào, các bạn dặn hai cái con bu lông vô siết chặt ha. Sau đó các bạn giật cái này ra. Đó, các bạn giật ra, các bạn phải để ý nghe ha, nghe cái tiếng một cái tăng cam chúng ta nó đẩy ra, nghe làm cái cách á là ok ha. Lúc đó là chúng ta mới sử dụng cái con bu lông 8 này, chúng ta dặn vô đây ha. Đó, thì trước khi dặn thì các bạn cũng trồng cái siêu cái ron cao su vô ha, để chúng ta khóa cái này lại cho nó kín ha các bạn ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ lắp vào xe cho các bạn xem nha. Thôi đó, các bạn bỏ hai con bu lông vô sẵn ha. Rồi đây thì cái ron thiết các bạn cũng trồng vô rồi ha. Đó, rồi bây giờ chúng ta sẽ đút vào cái tăng cam, rồi chúng ta siết cái bu lông rồi xong nha các bạn nha.
cũng thể dạng bu lông thôi các bạn. Rồi, vừa cứng rồi các bạn, chứ đừng cứng quá nha. Tại vì nó có cái miếng ron thiết nó đã chiên ở chính giữa rồi, thì chúng ta cũng không cần là phải dặn cứng quá nó bị tuôn răng cái con ủ lông luôn thì khổ nha các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ gỡ cái khóa nhựa này ra ha. Và các bạn để ý, khi mà chúng ta gỡ ra là các bạn phải nghe được cái tiếng cái cần tăng cam á, nó đẩy ra ha, nó đẩy ra cái cách mới được nha các bạn nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ gỡ ra cho các bạn. Đó, mình gỡ ra thì nghe cái tiếng cái cách nha, các bạn nghe thấy không? Cái tiếng cái cách có nghĩa là cái da thiệu chúng ta nó bung ra thì nó sẽ đẩy cái cần cam xuống ha, để cái cần cam nó sẽ đè xuống cái sinh cam các bạn ha, sinh cam á, nó đè xuống cần cam để cho cái sinh cam chúng ta nó căng, nó không có bị trùng ha, nó trùng sẽ gây ra tiếng kêu. Đó, khi mà cái dây thiều của chúng ta mà nó yếu các bạn, nó không bung ra được, cái cần cam nó không có bung ra, cho nên là cái nó bị cái sinh cam nó đánh á, nó thụt vô, cái cần cam nó bị thụt vô các bạn. Đó, đây mình sẽ ví dụ như các bạn như nè. Đó, ví dụ như cái sinh cam cái đó, ví dụ như là nếu như mà cái dây thiều nó yếu rồi á, dây thiều nó yếu rồi thì nó yếu rồi các bạn, thì nó không có đẩy được, nó không có bung được cái sên cái tăng cam ra, nó không có bung được ra ha, bung yếu nó không có bung ra, thì khi mà cái sên cam nó đẩy lên, nó quánh mạnh quá, nó dội lên, nó dội lại thì cái tăng cam chúng ta nó sẽ dày nè, nó sẽ dày ha, nó không có bung ra được nữa, thì nó cứ dày hoài thì cái sên nó không có cái cần tăng cam này, nó không có đẩy ra, nó không đè được cái sên cam, thì cái sên cam chúng ta nó bị dùng các bạn, thì nó sẽ đánh như vậy ha, nó sẽ đánh như vậy thì nó sẽ đập vô cái sên cam chúng ta, nó sẽ đập vô cái cần cam là một nè, nó sẽ đập vô cần cam là một, thứ hai là nó đập vô cái vách máy ha, nó sẽ tạo nên tiếng kêu của xe các bạn, nó gọi là kêu tăng cam á, nó kêu cành là do cái tăng cam của chúng ta nó quá yếu rồi ha, nó không có đẩy được cái cần cam để nó căng được cái sinh cam, cho nên là sinh cam nó dùng nó khi nó chạy nó sẽ vũ vô nó trúng vô cái vết máy nè, cũng như là cái này ha, nó đúng vô thì nó sẽ kêu, nó kêu giống như là dây sên xe các bạn, nhông sinh dĩa mà sên mình trùng quá thì các bạn chạy các bạn thấy là dây sên nó đập lên cái gấp á, thì nó cũng tạo nên tiếng kêu các bạn ha, thì cái tăng cam nó cũng vậy. Rồi sau khi mà các bạn lắp xong rồi các bạn, sau khi các bạn lắp xong rồi thì bước cuối cùng là chúng ta sẽ lắp cái con ốc ha, hoặc là cái con bu lông này để chúng ta dặn vô cái đầu của cái tăng cam ha, để cho nhớt nó không bị thoát ra ngoài, cũng như là nước nó không có lọn vô cái tăng cam, là nó lọn vô được cái cục máy của chúng ta nha các bạn ha. Rồi giờ chúng ta sẽ lắp cái siêu này vô. Đó, nhất quyết là phải có cái siêu cao su này mới được nha các bạn, không có là không được nha. Rồi, giờ chúng ta sẽ lắp vào thôi. Rồi chúng ta cũng sẽ dùng tay chúng ta dặn trước ha. Chúng ta dặn trước cho nó sát vô đi. Đó. Cho cái siêu cao su á nó nằm vô cái rãnh luôn. Ha, các bạn nhìn các bạn để nha, cái siêu cao su nó bị nằm vô cái rãnh luôn mới được nha, chứ nó méo qua bên là không được nha. Méo qua bên thì nó không có kín. Đó. Rồi giờ chúng ta sẽ sử dụng cái khóa 8 ha, chúng ta dặn thôi. Chúng ta dặn lại. Rồi cũng vừa kính thôi các bạn, chứ không có cần kính quá đâu ha. Đó, vừa kính thôi. Rồi tại vì nó có cái ron cao su này nó ấy rồi, nó nằm ở giữa là nó không có cho
nhớ thoát ra cũng như là nước vô rồi ha, nên chúng ta cũng không cần dặn quá thì tuôn răng cũng vậy thôi. Rồi rồi bây giờ mình sẽ nổ máy lên ha, các bạn nghe được cái tiếng động cơ sau khi mà thay cái tăng cam Attila cho xe Winix các bạn. Sẽ để cái micro gần cái vách máy cho các bạn nghe cái tiếng máy của Winix của mình sau hơn 58.000 cái máy sử dụng mà thay cái tăng cam Attila cho xe nha các bạn. Mình vừa chia sẻ cho các bạn cái cách mà để chúng ta có thể thay cái tăng cam cho xe Winix tại nhà các bạn. Nói chung là nó cũng khá là đơn giản, cũng không có phức tạp quá ha. Nó chỉ mình thấy là nó chỉ có khó ở cái là khi mà chúng ta dặn cái con ốc này nè. Nói chung là ngay con ốc này thôi, chứ còn con ốc này rất là dễ rồi, con ốc này trống. Ngay con ốc này thì do nó cấn với cái này đó các bạn, do nó cấn với cái này. cho nên là nó bị hẹp á, cho nên là chúng ta dặn ra nó hơi khó thôi. Giờ cũng như cái lúc mà mình siết con ốc vào á, thì nó cũng hơi khó ở chỗ này thôi, nhưng mà nói chung tổng thể lại là nó cũng đơn giản chứ cũng không khó. Chúng ta có thể thay tăng cam tại nhà ha các bạn ha. Thì các bạn thay tăng cam tại nhà thì thứ nhất á, là chúng ta tự làm nè để chăm sóc cho chiếc xe của chúng ta, rồi thứ hai là chúng ta tiết kiệm được cái chi phí. Phải vào hit hoặc là vào cái tiệm sửa xe để mà chúng ta nhờ người ta thay tăng cam ha, nó tốn tiền rồi nó tốn thời gian nữa ha. Thì mình có thể làm tại nhà, và thứ tư là chúng ta có thể thay được mọi loại tăng cam mà chúng ta thích ha. Không, chúng ta muốn ví dụ như là các bạn mua tăng cam về chúng ta tự thay tăng cam Rattleo, Attila, Elux hay các bạn ha. Đó, thì các bạn muốn thay tăng cam nào các bạn thay ha. Đó, thì nói chung là nó cũng đơn giản chứ không có khó ha, chúng ta chịu làm là được thôi. Thứ hai nữa là như hồi nãy mình đã nói các bạn, thì khi mà các bạn thay tăng cam tại nhà thì các bạn khi mà trước khi thay tăng cam thì các bạn đổ nhớt mới vào đây ha, các bạn đổ nhớt mới vào đây hai lần ha. Rồi giờ chúng ta sẽ dặn siết cái lò xo bung ra, để cho nhớt nó thẩm thấu vào cái dây thiều này nè ha, nó bôi trơn cái dây thiều này để mà nuôi được cái dây thiều của xe của tăng cam nha các bạn ha. Nó sẽ im hơn và nó sẽ lâu có bị cháy các bạn, gọi là cháy là do nó thiếu nhớt ha, do nó thiếu nhớt cái thiều này nè, do nó thiếu nhớt cho nên là khi mình nó ma sát các bạn, thì nó đẩy ra đẩy vô và nó ma sát thì nó sinh nhiệt là nó sẽ cháy ha, nó cháy cái tăng cam này thì nó phải cháy cái dây thiều này thì nó sẽ không có bung được cái tăng cam ra, nó không bung được cái đầu của cái cục đẩy tăng cam ra, thì nó sẽ làm cho cái xe của chúng ta sẽ tiêu tăng cam ha. Đó, nên là chúng ta phải thay tăng cam mới mà lại bỏ quên đi cái chi tiết mà mình đấu nhớ vô đây để mình vô trơn cái này thì cũng là một cái sự thiếu sót nha các bạn nha ha. Đó, thì mình chia sẻ cho các bạn cái cách thay tăng cam tại nhà. Thì video chia sẻ các bạn cái cách thay tăng cam cho xe Winix tại nhà đến đây của mình đến đây kết thúc các bạn. Nếu các bạn thấy video ích thì nhớ cho một like, share cũng như đăng ký kênh xem cáo của mình. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở đường sau. Bye bye.